cảnh giác với thủ đoạn trộm tài sản qua tài khoản ngân hàng. Ngày 28 tháng 11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Nông Cống vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1990, ở thôn Yên Quả 1, xã Trung Thành, huyện Nông Cống để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trong tài khoản ngân hàng. Từ tháng 10 đến đầu tháng 11 năm nay, Công an huyện Nông Cống liên tiếp nhận được tin báo của người dân trên địa bàn các xã Tế Lợi, Trung Thành, Trung Chính về việc bị một đối tượng trộm cắp tiền trong tài khoản ngân hàng. Từ các nguồn tin, dữ liệu do các bị hại cung cấp, Công an huyện Nông Cống cùng Công an các xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định rõ đối tượng, bắt giữ Nguyễn Thị Minh, thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên. Minh khai, từng là nhân viên hợp đồng của Viettel Nông Cống được giao chi trả lương, phụ cấp cho hưu trí nông thôn, Nguyễn Thị Minh biết được tài khoản ngân hàng, mật khẩu tài khoản của các khách hàng cài đặt trên điện thoại smartphone. Từ ngày 5 tháng 11 năm 2022, Nguyễn Thị Minh không làm nhân viên hợp đồng với Viettel Nông Cống nữa nhưng Minh vẫn đến gặp khách hàng nói cần phải thay đổi mật khẩu tài khoản cài đặt trên điện thoại smartphone. Không thành thạo công nghệ, mất cảnh giác, nhiều người đã nhờ Minh thao tác hộ trên điện thoại và Nguyễn Thị Minh đã chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản của mình. Theo cơ quan công an, chỉ tính từ tháng 10 năm nay đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Minh đã thực hiện chót lọt, chiếm đoạt là 96.679.000 đồng đối với 21 chủ tài khoản thuộc địa bàn các xã Tế Lợi, Trung Thành, Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.